Thế và khi mà đã được luật pháp để mà đưa vào cái việc này cũng là cái công nhận đó, thì nó cũng là một cái hành lang pháp lý để tạo cho các lực lượng chức năng tiến hành, rồi tạo điều kiện cho các cái cơ quan phối hợp phải tiến hành, nhưng mà đặc biệt là phổ biến trong nhân dân. Cái công tác cảnh vệ chúng tôi cũng xác định là không có ai bảo vệ tốt bằng nhân dân. Đấy. Muốn làm cái gì làm, từ trong thời kỳ chưa giành được chính quyền, trong đến thời kỳ chiến tranh và trong đến thời kỳ hòa bình hiện nay. Thì đây cũng là cái luật để giới thiệu chung mình có cái biện pháp công tác đó. Và cái trách nhiệm của nhân dân, của những người che chở, bảo vệ đấy là tốt nhất và vững bền nhất tất cả những cái đó. Đây là cái quan điểm chính là như vậy, mình giới thiệu những biện pháp và đây là một cái biện pháp. Thế còn cái lực lượng chức năng quy định thì đấy là tiến hành những cái công tác mà có trọng tâm, trọng điểm và là lực lượng nòng cốt để chủ động cái việc đó. Thế còn cái công tác cảnh vệ thì nó phải bảo đảm rất nhiều yêu cầu. Trước hết là ai cũng thấy được là cái bảo đảm an ninh an toàn cho lãnh đạo đối tượng cảnh vệ là cái yêu cầu quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh đó nó còn có cái ý nghĩa về mặt lễ tân, về mặt nhà nước. Đấy, nó là cái nghi thức quốc gia. Đấy, thành ra là nó cũng phải có những cái biện pháp là như vậy. Nó không phải chỉ là những cái để bảo vệ thông thường. Có những cái phải phô trương. Đấy, có những cái phải đấy như thế là cũng để thể hiện cái thể diện quốc gia. Và cái này nó là cái tập tục quốc tế chung thôi. Nó phải thực hiện kể cả những yêu cầu về đối ngoại. Đấy, khi mà hợp tác quốc tế, khi mà chúng ta lãnh đạo chúng ta ra nước ngoài thì cũng phải phối hợp với các nước, mà không phải tuân thủ những cái quy định luật pháp của ta và của các nước. Thế đồng thời là các nước họ vào đây họ cũng phải tuân thủ cái luật pháp của chúng ta. Và cái thì chúng ta không thể ký kết được hết với tất cả các nước về những chuyện này. Thế nhưng mà chúng ta có hệ thống pháp luật về cái việc này để chúng ta làm. Đấy, đàm phán. Đây cũng là một cái quá trình trưởng thành của chúng ta rất lớn. Chúng ta phải đón rất nhiều các nguyên thủ nước ngoài, mà có nhiều cái nước khó khăn lắm. Đấy, trong quá trình người ta đòi hỏi là áp dụng cái luật của người ta ở nước chúng ta, chúng tôi đàm phán chúng tôi cũng nói là không được. Nếu mà các bạn muốn vào đây, đây là quốc khách, gọi là khách của nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam, thì cái việc bảo đảm an toàn nó là trách nhiệm của nhà nước, của chính phủ. Đấy, người ta còn đòi mình phải triển khai những cái, người ta cũng có những cái nhu cầu về lễ tân, về những cái hình ảnh, về cường quốc, về những cái này cái khác. Nhưng mà mình cũng phải yêu cầu là phải chấp hành theo cả luật Việt Nam ở đây nữa. Thậm chí có những lúc căng thẳng, có những nước người ta đe dọa nếu chúng tôi không được triển khai, chúng tôi không được làm này mà không an toàn cho lãnh đạo, không nghĩ thì người ta không đến nữa, căng thẳng đến nữa. Vì nó cái yêu cầu đảm bảo an toàn cũng rất quan trọng. Cái thực tế hiện nay trên thế giới thì cái chứng minh là rất rõ những cái điều đó như vậy. Thành ra cái ý nghĩa của cái công việc này nó rất khó khăn. Đấy, họ đòi triển khai theo một cái nghi thức, một cái công thức, cái như nó không phù hợp với cái của chúng ta. Thì cái gì phù hợp với chúng ta phải đồng ý, cái gì làm. Đấy, thậm chí là đã có lần đàm phán với nhau bảo nếu mà một là các ông làm, các ông cảnh vệ, các ông không tin tôi, các ông không chấp hành pháp luật Việt Nam thì các ông tự làm đấy. Chúng tôi đứng ra ngoài. Không thể không, mình không làm được, đất mình không hợp tác triển khai. Thế còn nếu đã làm, chúng tôi phải chủ trì và chúng tôi phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Đấy. Và các ông là người phối hợp theo những cái việc đó. Đấy, cái đàm phán này, quốc tế này nó rất căng. Và thậm chí ngược lại, có những trường hợp đấy, lãnh đạo của chúng ta là ở nước ngoài. Có nhiều nước luật pháp quốc tế nó không theo quy định như cái 35 của mình đâu. Mình thì xác định đây là đối tượng là lãnh đạo là thế này này. Nhưng nó ở luật chúng tôi không có cái đó. Chúng tôi là nguyên thủ quốc gia, chúng tôi là cái gì đấy thôi. Đấy, thậm chí là ví dụ như mình tổng bí thư là lãnh đạo cao nhất, nhưng có khi các nước nó mà không đấy, thì nhà đấy lúc nãy có đại biểu nói là cái chuyện phải thuê phải mượn cái thứ này để mình phải phục vụ yêu cầu cao nhất. Mình thì theo luật là anh em đi thì được độ chục người thôi, rất tiết kiệm, rất khó khăn. Đấy, triển khai hoạt động là suốt ngày đêm, phải thức hết đấy, không có được ngủ. Lãnh đạo đi triển khai đi tiệc tung thì là anh em phải đứng ngoài, đến lúc về nhà có khi 9-10 giờ đêm thì chưa được ăn uống cái gì cả. Nhiều chỗ là có khi khách sạn còn không có đồ gì ăn uống nữa. Đấy, rất vất vả như vậy. Thế và những cái biện pháp người ta triển khai không đạt được yêu cầu của mình. Đấy, thì mình phải vì thế nhưng mình phải tự chức trách. Mà trên thực tế thì đấy, ở có những cái nước thì mình lại hợp tác với cảnh vệ hoặc thậm chí cảnh sát các nước. Theo luật nó lại không làm những cái việc ấy. Đấy, thì mình có khi là phải bảo vệ khách sạn.
rất hiệu quả. Đấy. Tức là thôi thì cũng thuê người ta trong cái giờ này, từ thời điểm này tuyệt đối không được cho ai mà lạ mặt vào khách sạn nơi mà lãnh đạo của chúng ta hoạt động, đoàn chúng ta hoạt động. Chỉ trong cái khoảng thời gian cái giờ ấy thôi thì nó lại hiệu quả, chứ cảnh sát lại không ngăn được. Cảnh sát là ông có quyền cái này, chứ còn đây khách sạn của tôi không cho ông vào thì ông làm nào. Đấy, thì những cái việc đó, hoặc là có những cái chỗ mà những cái thiết bị mình cũng không mang theo được. Đấy, phải cổng từ, phải cái này cái khác để đảm bảo an toàn. Chứ còn anh em thì làm là rất vất vả, rất tiết kiệm đấy, chứ không phải là để làm những cái việc đó để thì đấy, nó từ trong nước, từ quốc tế nó phải đảm bảo cái yêu cầu. Thế và đồng thời cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng cảnh vệ hoạt động. Nhưng mà đấy là cái này là nó cũng khó khăn lắm. Các đồng chí lãnh đạo thì luôn luôn là không có muốn cái gì phiền hà rắc rối mình nhỉ. Mình hòa nhập với nhân dân, hòa hợp với quần chúng, với những việc đó, tiếp xúc với nhân dân. Nhưng mà như thế nó xảy ra những chuyện đó thì rất là nguy hiểm. Thậm chí kể cả nước ngoài. Nước ngoài nó quan niệm những chuyện nó ném cái này cái kia vào lãnh đạo của nó thì không vấn đề gì. Nhưng mình là không được. Đấy. Mình không thể tuyệt đối an toàn là không thể làm được những việc như vậy. Thì mình lại phải có những cái biện pháp của mình. Ví dụ như là các nước, tổng thống của nó cũng bị thế này thế kia, thế này khác cái thứ, mình dứt khoát không được. Đấy. Thì những cái yêu cầu của mình rất cao. Đấy. Thì chúng ta cũng phải có những cái nó phù hợp với phong tục tập quán truyền thống, phù hợp với luật pháp quy định của mình, phù hợp với cái đạo đức, cái phong tục dân mình. Nếu mà lãnh đạo mà bị thế này thế kia không chịu được, đấy, không chấp nhận những cái việc đó. Đấy. Thế nhưng Mỹ thì nó là bình thường, ví dụ thế, hoặc châu Âu thì những cái chuyện đấy như thế. Thế và chúng ta là cũng rất là tự hào là thấy là tất cả những cái điều như thế là triển khai là làm vừa qua là rất tốt. Những việc ấy gần như là không có những cái sự cố sự kiện. Đấy, mà đi những cái địa bàn mà nó căng thẳng, những cái nước mà đấy chúng ta đang phải vận động, hoặc là cũng chưa phải chia sẻ, không phải anh em, không phải đối tác, không phải cái gì nữa, vất vả lắm, rất khó khăn. Đây có đồng chí tư lệnh cảnh vệ đây hôm nay lắng nghe đây, thấy rất là chia sẻ với những cái điều đó như vậy. Thế và chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều. Đấy. Và như chúng ta cũng đáp ứng được đối với các yêu cầu của các nước. Họ đánh giá rất cao cái lực lượng cảnh vệ của chúng ta. Đấy, vừa rồi đón rất nhiều những cái nguyên thủ quốc gia các nước, họ đánh giá, họ dành rất nhiều tình cảm. Một cái phần ấy, tôi nhớ có tổng thống là người ta về rồi. Thế người ta ông lên đến nửa cầu thang rồi. Tự nhiên ông lại chạy xuống. Không biết là có chuyện gì, hóa ra là quên chưa chụp ảnh với anh em cảnh vệ. Xuống chỉ một cái hình ảnh đấy, động viên bắt tay rồi chụp cái hình chung, lại tiếp tục chạy lên. Thế là người ta rất là cảm phục mình, rất an toàn. Thế rồi đấy, họ cũng được rất tự do. Đi ăn phở, đi ăn bún, đi ra công viên uống bánh mì, đi ra bờ hồ, đi cà phê. Đấy, nhưng mà phải rất an toàn. Người ta cảm nhận được cái an toàn đó. Đấy, thì người ta mới đi. Chứ nếu mà ấy, người ta cũng không đi đâu. Đấy, người ta đánh giá được là tình hình rất an toàn đến những cái việc đó như vậy. Thì nó cũng nâng cao cái vị thế, cái công việc. Thì ra cái bảo đảm an toàn là cũng được rồi. Nhưng nó còn rất nhiều các yêu cầu khác nữa để phải tính toán vào cái việc đó. Thì lần này cũng là cái mà để hoàn thiện thêm những cái này là tổng kết qua thực tiễn. Đấy, những cái đối tượng như thế nào đấy là cảnh vệ cần phải bổ sung thêm. Thế rồi cũng đề xuất là Bộ trưởng Bộ Công an, vì lấy như các đại biểu cũng góp ý là có những tình huống mà bây giờ nó đến nơi rồi, mấy hôm nữa người ta vào rồi, người ta thế này, bây giờ lại xin thường vụ Quốc hội thì không ai họp, không vào cái việc ý, không có sự ý nghĩa gì để triển khai được. Thế mà triển khai thì vi phạm, mà không triển khai thì không đáp ứng được với các yêu cầu kia. Đấy. Thành ra cả thế, hoặc là thậm chí kể cả lãnh đạo của chúng ta, có những đồng chí có khi là đi vào cái vùng nó rất khó khăn. Đấy. Đang có những vấn đề dân thì khiếu kiện, hoặc là đang có chuyện này chuyện kia, thế mà đi vào thì lãnh đạo thì rất muốn phải đi vào đấy điểm nóng để phải xử lý. Thì cái lúc ý thì lại phải tăng cường thêm, đối tượng phải được bảo vệ, phải được tăng cường, phải được cảnh vệ. Thì những cái chuyện nó phải quyết định ngay. Đấy, mà cũng chỉ trong một thời điểm như thế, một cái thời gian còn sau mọi việc nó lại trở về bình thường, với cái môi trường bình thường, cái điều kiện bình thường. Đấy, thì cái quy định đó nó để nó phục vụ, nó thực tiễn vào cái việc đó để đáp ứng được vào những các yêu cầu này. Thì tôi thấy là đấy, thì cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta xây dựng bổ sung và nâng cao cái giá trị, cái pháp lý và cái ý nghĩa hoạt động thực tiễn của cái luật cảnh vệ là như vậy thôi. Thì cũng xin là rất cảm ơn các đại biểu cũng đã đóng góp
Tôi cho rằng là nhiều đại biểu rất sâu đấy, không, tuy là không phải là cái nghề chuyên môn này nhưng mà cũng đóng góp và cũng quan sát như vậy, thì chắc là thôi ban soạn thảo rồi tiếp tục sẽ có cái hoàn chỉnh và những cái việc đó đây là những cái đóng góp rất quan trọng thì để mà hoàn chỉnh để mà kịp báo cáo Quốc hội nếu mà đủ các điều kiện thì có thể thông qua sớm. Thế còn cái thứ hai là cái luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, thì cái đầu tiên mà chúng ta khác với các nước là xã hội chúng ta an toàn và không có súng, không có vũ khí, không có những cái gọi là công cụ đấy để mà có thể đe dọa đến cái sự mất an toàn, mất an ninh cho bất kỳ người dân nào. Đấy. Chứ còn nó khác các nước là người ta có súng, và người ta lại được sử dụng súng, cái quản lý như thế thì là trong thế giới này bị rất nhiều việc. Đấy, bây giờ cũng đang cái xu hướng là phải đang nghiên cứu như thế nào, nhiều nước đang phải nghiên cứu như thế nào. Khi mà một cái xã hội hòa bình, đấy, mọi người dân sống thân thiện với nhau, thì tại sao lại phải có súng? Tại sao lại phải cảnh giác lẫn nhau? Tại sao lại phải phòng thủ lẫn nhau? Thì cái đó là một cái tiến bộ rất lớn của chúng ta. Thì bây giờ súng của chúng ta đã loại ra khỏi cái việc đó rồi. Khi mà nhiều lãnh đạo các nước người ta sang đây, người ta thấy là cái của mình, đấy, là nó rất an toàn. Khách nước ngoài, lãnh đạo vào có thể đi đến bất kể đâu. Khách du lịch, đi đêm đi ngày, không bị đe dọa những việc gì. Không có những cái khủng bố, không có những cái bị đe dọa. Thế người dân cũng như vậy. Người dân cũng không bị để ai phải bắt nạt. Đấy, có những lúc mà chúng ta quản lý thế này thế khác thì nó hình thành cái băng này, nhóm kia đấy mà nó đe dọa lẫn nhau thì bằng cái là nó sử dụng dao, sử dụng công cụ mà cái đó chúng ta chưa quản lý được, chưa đưa vào những cái danh mục. Hiện nay phần lớn đấy trong cái báo cáo đã nói rất rõ những cái vụ đâm chém nhau, những việc mà chiếm tỷ lệ lớn mà chủ yếu là dùng dao đấy, và trong khi chúng ta lại chưa đưa vào những cái thiết chế quản lý theo luật, nên xử lý khó. Nhưng mà cái này cái xử lý là một phần thôi, nhưng cái chính là cái tuyên bố của chúng ta không chấp nhận những cái mà sử dụng. Thế bây giờ bảo là dao này thì nó có ý nghĩa là phục vụ cho đời sống dân sinh, rồi phục vụ cho cái hoạt động bình thường, đúng, cái đó là bình thường. Nhưng mà có những trường hợp ví dụ ông đi cả hàng chục người, ông lại có dao với mã tấu ông để trong cốp xe, ông lại hàn những cái loại mà nó lại có cán có gì nữa, thì không thể nói là bảo đây là để tôi đi phục vụ cho sản xuất mới để tôi đi những cái gì được. Đấy, cái những cái đó là nghiêm cấm, kể cả lưu giữ cũng không được, không được sử dụng. Đấy, bất kể những cái anh có ý định về những cái chuyện đó rồi, anh đi đe dọa người khác rồi, anh đi cướp rồi, anh đi làm rất nhiều những cái chuyện đó, tổng kết nếu cuộc sống bình thường anh không cần những cái việc này. Tất nhiên nó cũng có những cái ranh giới ở những cái chuyện này để chúng ta phải có cái cách thức quản lý, nhưng mà số đông người ta bình thường người ta đề nghị là không có những việc đó. Đây là xây dựng một xã hội an toàn đấy, mọi người dân phải không được bị đe dọa bởi bất kể một cái gọi là một cái áp lực nào, một cái sức mạnh gì đấy. Nó đe dọa nhau là bằng súng thôi, bằng đạn. Cái này trước đây thì chúng ta đấy, cái phong tục tập quán, thế rồi nhiều cái trong dân tộc đấy, đồng bào, sức mạnh của thanh niên, của cái gì đấy là phải có súng, rồi phải có cung tên, phải có giáo mác, phải có gì đấy, thì nó là thể hiện cái sức mạnh. Thế nhưng cái xã hội chúng ta hòa bình rồi, không có những cái chuyện đó để làm, thì chúng ta phải thanh lý dần những việc đó. Đấy, để làm. Chứ còn nếu bây giờ dao một sát thương thì nó lớn lắm, thậm chí con dao Thái Lan, con dao ăn, con dao cái gì đấy, đấy nó cũng có thể làm chết người được. Đấy, nhưng mà chúng ta không thể nhầm lẫn những chuyện đó được vào những việc đó. Đấy, để nhìn vào những việc đó thì chúng tôi thấy là cũng là cái để bổ sung thêm những việc đó, đồng thời cũng phải tạo điều kiện để cho những cái đấy. Nó không phải vật liệu nổ hoặc cái gì, nó không phải chỉ là để dùng giết người, nó còn để phục vụ cho sản xuất, phục vụ cho đời sống, phục vụ cho những cái khác nữa, nhưng không được để đưa vào là có cái gọi là cái yếu tố để đe dọa, và không được làm cái ảnh hưởng đến cái trật tự chung đấy, không được để cái đe dọa chung. Thế còn cái đó thì nó phải có cái nền nếp để phải quản lý, thì phải đưa những cái đó vào quản lý cái, mà đặc biệt là không được để lợi dụng những cái việc đó để bây giờ rất nhiều người là thuốc nổ có khi là để làm mỏ rồi làm cái gì đấy, rồi đi đánh cá rồi những cái gì đó. Thế thì đến lúc mà cấp không dùng hết thì thừa ra lại bán ra, thế là vi phạm. Đấy, ông không đúng cái mục tiêu, mục đích đó, ông không được làm cái việc đó. Thì nó phải giải thích rất rõ về những cái quy định ý, để cho mọi người dân đều thấy. Và khi phát hiện ra mà anh phải tàng trữ thuốc nổ, thì tôi biết là anh không được phép làm cái việc này, mà anh làm này là anh vi phạm. Thế để mọi người dân đều phải hiểu hết về cái việc đó, để mình phải tính. Thậm chí là còn phải phát hiện ra
những người mà lại cố tình lưu giữ lại cái việc đó thì phải phát hiện thôi, để chúng ta mục tiêu là xây dựng một cái xã hội lành mạnh, không có những cái thứ nó khác lạ như vậy, và quy định vào trong luật pháp là công khai nhất, tất cả mọi người đều đồng tình và phải làm những cái việc như vậy. Thì đây nó chỉ một số ít những cái người lợi dụng cái việc này thôi, chứ còn đại đa số người dân người ta cũng sẽ rất đồng tình, người ta cũng mong muốn là cái việc như vậy, một xã hội lành mạnh không có những cái thứ đe dọa đó, thì tôi nghĩ là rất hay. Thì chúng ta sẽ hoàn thiện về cái vấn đề này, thì những cái đóng góp của các đại biểu chúng tôi nghĩ là cơ quan rồi Quốc hội sẽ tiếp thu cũng để hoàn chỉnh lại cái việc này, để chúng ta cứ từng bước một trưởng thành dần lên, luật pháp nó sát dần với thực tiễn, quá trình làm chúng ta lại tiếp tục tổng kết và thấy được những cái gì mà còn sơ hở, thấy được cái gì nó chưa đáp ứng được lại tiếp tục hoàn thiện, thì những cái việc đó chúng tôi cho rằng đây cũng là những bước hoàn thiện rất tốt. Thì có một số ý kiến như vậy, xin rất là cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.